Tuấn. Dương Tuấn. Đó, đó Tuấn. Tới đi đổ Tuấn. Đi hôm nay chưa. Cầm bông thiếu quá hả? Cô giao giống mẹ. Cô qua đây. Giao qua đây chụp hình đi thi nè. Leo qua đây quay phim chứ không có chụp hình. Quay phim. Sao không chụp mối. Chứ có chụp đâu. Ủa có thằng chụp hình thế đi cho đằng sau mất rồi. À, chụp tới. Hả? Mới chụp hả? Mới chụp đi chứ điện thoại con mới quay rồi. Giờ sáng nước luộc quá đường ở trên kia đi không được mà. Giờ đi về. Cho nó khỏi đài. Đó nghe. Đi vàng đường kia chứ chung với đó làm chi? Vàng có cây xanh. Theo phải là bao đua là anh Kim số 4 hả? Số 5 hả? Không có nạn quá mà. Không nói là không có người. Không có đài mất mà. 6 bả người vậy luôn. Vô từ từ hồi nãy nghe ghé là có luôn. Thế là cho thằng Sái chụp hình. Cho thằng Sái nó chụp hình. Tát tên nó ba bù xù luôn. Vậy ba lứa ruộng nữa nè, ba gần gần lứa ruộng nữa nè. Khi mà ba giữ xong thì ba vô nó kia rồi đi dạt dạt nó có bờ biên đó. Dạt dạt. Đó là người ở nhà là cực mà. Cái đèn quá ba không nào đâu mà đó. Cái dầm là nhíu lắm nó trời ơi. Xuống lâu cho đi. Xuống lâu khỏe hơn. Kim bay ra ngoài, Kim đi ra ngoài đó. Ngoài chỉ đi thôi. Đi ra ngoài cho nó dễ đi. Số đâu mà nước không có gió. Cái thúng nó to gió, mà sợi đó mà. Sợi súng nhỏ thôi. Thúng là thúng nhỏ của con cu cà thôi chứ. Không đi ra ngoài cho nó dễ đi mà đi vô đây vậy. Nó dễ bao nữa. Chuồng đây nha. Ê. Ra ngoài. Ra đi con. Ấy là ra ngoài chứ mà bao vô trang. Bởi ép theo cái đường đó không à. Bởi lộn lộn theo cái đường đó. Không có đỡ mà đỡ. Xuống này cầm này. Đúng đúng, đỡ đỡ đỡ. Ừ, ở trước nhà nội em này hằng nè. Đi cố. Sao vậy? Ngồi giữ cái danh. Tù móc đúng không? Tù móc. Sao bà cũng không rời. Đúng là tù móc. Sao bà nói ý là không biết. Ta nghề kém. Cái dây điện đụng đau luôn. Ngồi xuống đi cảm, đụng á, đụng mẹ dây điện bị đụng đen, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Cô đừng qua, cô ơi. Trước mặt có cái điện hết trơn. Mày có gì thay không, sao sao. Cô đất có đi ra một quay bạn ơi. Này, cuối. Xô giờ đi tỏa nó tùm lum. Vậy đi giao đi, chứ tới nhìn nhòi vậy. Đứa nào có thống kỳ vậy? Vậy lần lứ hả? Lần lứ. Sao quá mình ngồi có chân đụng cái gì cái đồ trật ngửa rồi sao đó con? Nước vô kìa. Đúng rồi, xuống này đi. Để cái quả bánh này. Cái dành nó đã nó bung ra đó. Để nó để trong đó. Sợ bỏ cái gì mình mà sợ văng rồi văng không lấy. Mình đai mà sợ gì đâu. Té xuống thì mình lâu lấy. Biển sợ cho nó xong rồi. Ước có điện thoại. Trong lông chưa, giá ngon chưa? Giá đi không? Trong. Trong nhìn kim vậy? Trong hả? Ừ, giá cho nó khỏe. Rồi giờ tôi mệt. Điện thoại nó mệt quá này. Nó có kỷ niệm mà. Cho sinh năm sau nhất là. Trực tiếp hả Cẩm? Trực tiếp hả Cẩm? Hôm qua trực tiếp á. Trực tiếp nó là điện cái gì? Cái đó xuống đây dữ vậy. Đại của heo qua đây đó luôn. Ê nhận cái thúng đó. Kim là kêu thúng, cái thúng ngon chắc lành, chắc lành, chắc lành. Không phải không nổi. Lột bả nó ngự được. Anh Hơ có cái dầm giá sướng chưa? Nó nhẹ. Ở giống miền Tây hi. Miền Tây đi ghe chứ không có đi thúng. Ấy ông Hê chồng nó mới cầu nó thúng thật. Xe công cái đó gọi là xe công á. Đó là xe công á.
chứ kịch chứ. Cái má này sao mà phó thực tiết là nó khó mấy. Cô giao chú rể đi xe câu mà. Nhà mình nó rột rồi chưa? Chưa. Nhà chú bò thì chưa, nhà con thì sang lại. À. Chưa rột rồi à? Cái mà con cầu bao nhiêu chứ mấy hả? Nó cầu trăng nhòa luôn hả Tuấn? Thôi nó cầu nhòa. Cái bùng bùng nó ở trăng nhòa ớ gì? Có chứ, hồi nãy con thấy bùng không hả? Bự thúng không phải không được ăn hả? Thôi lần sau em bù đi. Lần sau đi vô Bình Trị ăn bù. Không ăn nữa. Không để đây nữa đâu. Chứ vậy? Tự nhiên giờ nó tới đen luôn vậy. Sao ơ cũng nói kiểu này dao quá vậy ta. Nước lụt lại dao đấy hả? Nước lụt dân ta. Đã có quay mày gì đó là. Mà lái hộp đoan ra chứ. Đâu rồi cái anh kia anh nàng quá, anh lùi miết lần sau luôn. Cố lên, cố lên. À có cái giá khỏe hơn. Tìm bao đời chứ. Nã có thông giá con ra tan giá luôn. Ê, qua son qua đấy người không? Chở xe rồi đừng. Kim nó băng nổi. Nước lượng nước còn chưa mà sâu hơn đó. Kim nó băng nước không luôn nhưng mà nước cũ quá. Không nước ở dưới kia nã cô quá mưa tấn lầu rồi. Lầu tới lai lần mưa bua là sao? Ê mình ba từ từ để chờ Kim. Tham chậm nữa nha. Chờ anh Kim với anh Kim. Thôi tao chờ Kim. Đóng cưới mùa nước lũ. Anh Kim ơi. Anh Kim nàng quá đi đường. Nã đi hơi cái dầm mày hơn người ba. Bắt được tiếp chứ. Đúng rồi đó, đúng. Kim nhận có mánh, nàng quá. Cái từ chắc là nhiều. À cứ ngồi cái thế số bao hê. Ở ngoài dưới ruộng. Ừ vui ghê á. Mày giá là thằng Kim mày giá thằng Kim ơi chung. Giá thằng Kim nó ba không nổi. Chạy vô chết mày bắt mày giá mày mạnh hơn. Ba không nổi luôn nhưng ngồi rung giúp quá mà. Luôn anh khắc rung giúp hả? Ba yếu quá mà. À ba kia đó nó dạng người nó khó chịu lắm. Mà trúng ông mập nữa. Mập mới có thế chứ. Nó nẹn với là ba nó khó. Chứ giá thì nẹn máy cũng được ấy chứ. Giá thì cứ nén ngồi chứ, nén ngồi chứ, nước mà nén ngồi rồi đó. À. Nếu gặp cái thúng mình mà giá là ngon với máy. Thúng mình dầm to á. Tối nó uống lẩu nè, kỳ tối nó uống lẩu đi. Nó thấy mày ơi giữa dần sông đó mày. Đám cưới thằng cô Tròn đó em. Thế hả? Thế hả? Thấy mà thấy không? Đám cưới thằng cô Tròn mà đi qua buổi chiều luôn đây. Trễ giờ. Nước lũ quá. Ui bây giờ nén lên rồi. Đổ đổ xòa tái. Không bao giờ nén mà được chứ đừng mà nó chấp mưa thì chết. Trong lòng mưa vô nước là tốt thúng tình. Trời ơi tốt thúng. Lùm gì có ái đâu mà tốt. Nó trắng lòng mưa. Ướt. Đi đâu có đem gối tắm nước đâu mà tốt. Lỡ trời mưa thôi đó. Mưa cà rồi ướt thấy cái thúng đằng sau là không có mưa lũ thấy rồi đó. Tù trống rồi ông ú đi ở đó nữa mưa. Đâu? Đó vô ta. Ú không nữa. Rồi có camera đâu rồi. Cái má phát được tiếp nó quá luôn á. Nén giờ nén trong điện thoại chó không thấy gì chứ. Cái này rút gì sao? Chờ anh hơ, chờ anh mua với. Nè, nhờ dự báo hả? Rồi, chắc vô cổng là phải cho thúng nhỏ vô từ từ ngừ á. Bao ra phía ngoài chơi.
không thấy nghe chụp từ dưới đây thế. Nhưng trời nói nước láng mà son được chụp tới mình láng nữa. Thấy đoàn xóa vậy cái nó vô tới rồi nè. Trời mưa sai mà không thấy đâu ấy. Em bay vậy đó mà đua vậy mà đua chuẩn quá mà. Không có nèo quá. Đông người mà bạn mà do nó ngừng bay nên nó bay nó không có thế. Bả người nữa mà. Không bước liên hệ gì đó. Không luôn. Bước lên. Chả từng người, chả từng người vô. Chả từng người vô đi. Đâu rồi, sai đi tới đâu rồi? Bọn chụp hình đi tới đâu rồi? Chơi mở bọn chụp hình đó bọn sai ơi. Bọn sai chụp cho tấm hình đi bọn sai ơi. Sai chụp hình đó sai. Cả đường với ta. Không lộn. Không làm lộn. Ở dưới chân nếu mà mọc là như to là hơn người chở được cho ổng. Ta ổng có đệ chứ. Bò sáu tốn người luôn mà. Giờ mà thẻ vô đây đi. Anh xoa sờ nước anh ngồi vô bể vậy đó vậy. Hệ thống đâu có chuẩn hết. Rồi bước lại là người sao nó yêu nha. Sai cầm hơi một cái sai chụp hình nào. Cái kia nó không có chân rớt cái máy chụp hình giờ có đeo không vậy? Em cầm nó trò cô tròn nó ở chụp hình thì bán đi có được đấy đi đây coi chụp tấm hình đây rồi đi đây mấy pin hả một thơ Tùng Dân bỏ túi sách ra.